What? That number. Is that heavy? Yeah. Đây cả nhà ơi, cơm chiều thì xong nè, cơm mình nấu xong nè. Đây bốn con cá, còn đây là khoai lang tây, còn đây là tôm. Bây giờ Thủy về cho mấy đứa nhỏ ăn. Thủy cho mấy đứa nhỏ thì ăn xong rồi Thủy mới ngồi ăn được cả nhà ơi. Ở nhà Thủy nha cả nhà. Mời cả nhà. Can help yourself? Can you help me? Okay, book it in and I'll help you, okay? Okay. What do you mean by put in? I look in here and I check up. You want some fish, Joe? Yeah, actually, I'll just only take the fish. I don't want any shrimp. You want shrimp? Nope. Shrimp good for you. But those shrimp are big. Huh? Those shrimp are big. Yeah, it's good for you. It's not a camera trick. They're pretty big. Huh? It's no camera trick. They're pretty big. I know. I buy that, baby. Yeah. Big. Trust me, guys. It's not a camera trick. Yeah. So big. Huh? They're so big. Yeah, nhiêu đây đủ rồi chưa? Yummy food. Rồi, được rồi, ha. Okay. Mời cả nhà ăn vậy thôi. Ăn cả nhà. Chồng thấy làm chưa già, có mình ngồi ăn. Đo cho mấy đứa nhỏ. Chứ mà ngồi ăn với mấy đứa nhỏ ăn không có yên cả nhà. Là cho mấy bà mấy chị chứ. Phải mới ăn. Thủy giờ này hay đi ở ngoài làm á cả nhà, ít có nấu đồ ăn. Nấu những món nhanh lẹ thôi. Không có cầu kỳ. À, không có thời gian. Cái nhà. À, thì ăn luôn cái vỏ. Sao? Đập vỏ. Ăn uống vỏ thì cũng thích ăn vỏ. Nó mềm lắm nha. Rất là mềm, rất là ngon. Một cái đuôi cứng ăn nó mỡ luôn nè. Nóng quá. Gì con? Cho cả nhà coi. Bữa thì đi giờ Tesco cả nhà thì mua được cái bịch bánh này cả nhà. Bịch bánh này ở trong Tesco ở đây nó bán là 5 đồng mấy, 5 đồng mấy, nhưng mà Thủy không nhớ là 5 đồng mấy, chắc 5 đồng 40 hay 5 đồng 80 gì đó. Thủy mua hai bịch về. Hai bịch. Ăn cũng ngon lắm cả nhà, ăn cũng ngon, rất là ngon. Mùi sầu riêng với đậu xanh đó cả nhà, sầu riêng đậu xanh. Rất là thơm ngon. Nhưng mà chồng có thể là thích ăn cái loại này lúc mà Thủy về Việt Nam cả nhà. Chồng có thể là thích ăn cái loại này mà nó có cái trứng ở trong á. À, gọi là gì, bánh bía hả cả nhà, thì cũng không nhớ cái tên. Em mới mua về cái ổng nói ô cái bánh này ngon lắm nè. Nhiều cái ổng ăn ổng nói sao không có trứng. Ổng nói ăn trứng nhưng mà cái này không có trứng nhưng mà rất là ngon cả nhà. Cái này á, là sản xuất từ Việt Nam mình luôn nha cả nhà, từ Việt Nam luôn, đậu xanh sầu riêng, hàng từ Việt Nam hàng luôn. Ăn rất là ngon. Chỉ mua hai bọc giống vậy. Riêng kiểu này là rất là ngon cả nhà ơi. Cái này là hồi thì khui ra thì ăn cả nhà, là ớt chuông á cả nhà, ớt chuông ba màu, màu đỏ với màu vàng với màu đỏ với màu vàng với màu cam, thì cắt vô xong thì trong muối vô, muối tỏi vô,
rồi Thủy cho ba con cá lên, rồi Thủy cho muối ớt ở trên cá, rồi Thủy cho mấy cục bơ, cắt bơ mỏng mỏng á cả nhà, nằm lên trên rồi bỏ vô là nướng thôi, nướng vậy xong thôi. Nhớ ai mà nướng vậy mà ăn cuốn bánh tráng đồ này kia ăn cũng ngon cả nhà. Mình bỏ vô là nướng cho tiện lợi. Cá mà chiên á cả nhà, cá chiên á, cá chiên. Hai con ngoan ngoãn mẹ không hả? Thì bó chanh như đây nữa nha cả nhà, có một miếng chanh lên nhận lên, mà những cái ớt chuông á cả nhà rất là ngon, ớt chuông á, à nó mềm xuống ăn rất là ngon, ăn có một chút rau. Ớt chuông thì nhiều vitamin lắm cả nhà, ớt chuông rất là nhiều vitamin. Good. Khoan nè, lớn nấm không? Mẹ em biết. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Không ăn nữa hả? Mà lại sao? Nóng quá rồi. Hết. Không có nóng đâu, ăn đi. Ấy trời, dớ rồi. Ai. Anh nhà ơi, ủng hộ Thương Thủy cho Thủy một like, một share, nhắn đăng ký cả nhà ơi. Cảm ơn tất cả mọi người xem video của Thủy nha. Con ăn cơm không? Cơm. Ăn không? Nói xếp. Ăn. Ngon không? Ngon hả? Bây giờ tập nói tiếng Việt với chị xong rồi. Hỏi chị ngon không mà chị nói ngon. Dạy khó cả nhà ơi, ở bên này á. Thì con nít là nó nói tiếng Anh, cái gì cũng tiếng Anh hết, tivi cái gì cũng ấy hết. Mà hai vợ chồng mà người Việt ở bên Mỹ dạy con còn tiếng Việt còn khó, nó không chi chồng thì là người Mỹ. Anh dạy tiếng Việt chứ rất là khó cả nhà ơi, cố gắng lắm. Cắn đi con, ngon không? Ngon quá. Cái bây giờ làm phụ nữ á, ai cũng vậy không cả nhà. Có như thế nào cũng phải vào bếp nấu cho chồng cho con ăn. Chứ thề người nấu á, ở đây mắc lắm cả nhà ơi. Đâu mắc lắm. Ở Việt Nam sướng mà. Ở đây thề người nấu ra mua có à. Tôm này hấp muối lên. Thì mua ở trong Tesco cả nhà, một dĩ bụng to lắm, có 13 đồng mà. Hôm bữa thì đi siêu thị. Thì đi Tesco nhưng mà Thủy không có quay được tại vì Thủy đi hai ngày cuối tuần á, người đông lắm. Thủy đi cuối tuần ở cả nhà đông lắm người, cho nên không có quay được. Đi mấy ngày vắng vắng. Thủy còn quay. Đi nó đông quá, chạy mua đồ xong rồi ra. Hai. Cả nhà biết sao? Bây giờ mình đi mình phải bịt khẩu trang á, mà đông người quá, mà đeo khẩu trang mình thở không nổi. Vô mua nhanh nhanh rồi kìa,
Vậy thôi. Ngon. Để chị xẻ cái bịch bánh này gạo cả nhà. Xé cái bịch bánh này gạo cả nhà. Xé ra cho cả nhà xem ở trong ha. Bánh này tự nhập từ Việt Nam qua luôn á cả nhà. Đây ạ. Cái dòng nó nhìn cả nhà. Trời phải ghiền sầu riêng lắm cả nhà ơi. Nhưng mà lười đi siêu thị xa quá. Lười đi siêu thị Việt Nam, tại đi siêu thị Việt Nam xa. Mình thực hiện ở trong nó như đây vậy nè cả nhà. Cái dòng nó có dĩ giống vậy. Có 12 cái nha cả nhà, 12 cái. Này cả nhà, bánh này rất là rẻ nha, có 5 đồng mấy à. 5 đồng mấy mà 12 cái mà rất là ngon. Chị thích ghê luôn. Chị mới thấy á, mấy lần trước thì đi thì không thấy. Này cả nhà. Ôi xé ra. Nó thơm mùi sầu riêng cả nhà. Hé ra thơm mùi sầu riêng dễ sợ. Ở trong thì cái bánh nhỏ nhỏ như vậy. Và có thêm một cái bịch để cái này để giữ bánh lâu quá thì nghĩ như vậy. Thì bánh nào cũng có nha cả nhà, bánh thì những cái bánh này không có. Ở trong đó nè cả nhà. Cái nhỏ nhỏ nha cả nhà. À. Bây giờ thì xé rồi cả nhà xem là chính giữa. Nó là đậu xanh thôi cả nhà. Đậu xanh với mùi sầu riêng thôi. Rất là ngon. Ngon cả nhà. Thơm ngon. Ngon. Ba. Rất là thơm ngon. Ngon. I'm a mommy. Con cái nữa hả? I'm a mommy. Ok. Mẹ chờ. Mẹ lấy cái nào không có xương nha. À. Con ăn cơm không? Yummy. Nha, ngon không? Ngon. Ngon, đó, giỏi quá. Quay. Cái gì giỏi quá, mẹ hỏi là biết liền biết trả lời mới nghe. Rồi, hồi nãy mới làm cho con dĩa đâu cũng ăn. Nãy mới làm con dĩa cũng ăn. Ngon hả? Ngon. Thôi mẹ đút cho. Cả nhà ơi. Ngồi ăn nữa. Thế rồi. Nè. Ăn nhiêu đủ quá cả nhà. Ngon rồi. Thế này thì có như tới chia sẻ với cả nhà mình ăn cơm chiều. Vậy tại vì thì cũng ít á, bây giờ thì cũng ít có quay lên nấu đồ ăn á. Nhưng mà chiều nào ngày nào thì cũng nay nấu nha cả nhà, tại vì mình là mẹ là vợ mà thì ngày nào cũng nấu thôi chứ không có ngày nào cũng nấu. Chỉ có khi cuối tuần thì đi ra ngoài ăn mua cái gì đó nha, ăn thôi. Chứ còn thường thứ hai thứ sáu là nấu nha cả nhà. Nấu thì nó dễ tiết kiệm hơn, không có nhiều tiền nên là ở nhà là phải nấu. Nhưng mà Thủy mỗi lần mà Thủy nấu thì làm nhanh lắm, tẹt 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 nhanh lắm cả nhà ơi. À, hôm nay là nấu ba món vậy. Thì ở nhà Thủy thì chỉ có vậy thôi, cũng đơn sơ bình thường. Cũng mọi người thích cho Thủy một like, một share, nhắn đăng ký. Cảm ơn tất cả mọi người xem video của Thủy. Hôm nay Thủy chia sẻ với cả nhà mình cá. Bác sĩ. Ờ cái đó của mẹ mà đâu có cay đâu. Trời bà, mẹ nói vậy hả? Hôn mẹ cái coi. Hôn mẹ. Trời ơi, yêu mẹ không? Yêu mẹ cho nó. Ôi giỏi quá rồi. Ôi giỏi, giỏi quá, cái miệng con tàn là nước ngọt không lìa. Ôi giỏi quá. Yêu lấy liền qua. Hay xin bye bye. Cảm ơn cô chú. Bye bye. Cảm ơn cô chú. Cô chú rất nhiều. Cảm ơn giỏi quá. Bye giỏi quá. Bye. Bye.